xin chào tất cả các bạn hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để thử tái chế và phục hồi một cái máy tính cây pc cũ thì cái máy tính cây pc cũ này thì mình có mua lại của một người bạn của mình thì trong một cái tình trạng bị han gỉ như thế này từ vỏ ngoài cho tới bên trong các bạn có thể quan sát thấy tình trạng han gỉ rất là nặng phía mặt sau này các bạn nhìn thấy này các cổng kết nối của nó này bị mục và han gỉ mình sẽ quay phía mặt này cho các bạn xem cái vỏ thùng này của nó cũng như thế các bạn này tình trạng han gỉ này cái này mình nghi là để tình trạng này bị ngấm nước trong một thời gian dài và nó đã xuất hiện ra tình trạng han gỉ và mục như thế này đó Bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem bên trong này của nó này. Bên trong này của nó thì các bạn có thể nhìn thấy các bo mạch của nó ở đây. Đây là bo mạch của nó nha các bạn. Thì cái cạc VGA này các bạn nhìn thấy này. Cũng bị han gỉ và các chân linh kiện các bạn nhìn thấy này. Bị à, xùi và oxy hóa rất là nặng luôn các bạn ạ. Cái này thì mình sẽ cố gắng mình thử tái chế xem có được hay không nha các bạn. Các bạn nhìn cái cạc VGA này. Phía sau của nó này. Hàn gỉ oxy hóa cực kỳ nặng luôn các bạn. Quá nặng luôn. Cảm giác giống như cả vất đi các bạn. tiếp đến này các bạn nhìn thấy cái bo mạch chính của nó này cái main của nó này các bạn này ở đây thì vẫn còn ram và cpu đây là mặt uh, phía main của nó đây các bạn thấy này cái cổng uh, kia của nó này han kỷ xuôi hết luôn oxy hóa hết luôn thì uh, mình sẽ tiến hành mình loại uh, bỏ những cái oxy hóa này trước nha các bạn những cái uh, nhiên kiện mà có vật liệu làm bằng sắt như thế này thì nó đều bị oxy hóa các bạn ạ mình sẽ loại bỏ hết đi nhé rồi à, bây giờ mình à, sẽ tiến hành à, mình cho các bạn xem cái cạc VGA này oxy hóa kinh khủng không các bạn han gỉ rất nặng luôn mình sẽ lấy dao mình cậy mình loại bỏ hết tất cả những cái han gỉ bằng sắt đi sau đó mình sẽ tiến hành mình ngâm và mình rửa bằng hóa chất Bằng chất tẩy rửa oxy hóa đi xem cái tạc này nó có hoạt động được hay không Trước tiên mình cậy cái phần sắt bị oxy hóa vào mục này nha các bạn Tại đây nó có bốn vị trí con ốc để nắp đồ tản nhiệt của nó Sau khi đã tháo được quạt tản nhiệt Mình sẽ đánh vệ sinh qua đi Để hết những cái bụi đi các bạn Tiếp theo Mình sẽ cho cái dung dịch tẩy rửa này vào đây Mình sẽ sử dụng dầu rửa RP40 Để loại bỏ những cái han gỉ oxy hóa trên cái bo mạch này sau đó là mình sẽ bỏ hết đi vào đây mình chờ đợi cho nó khô rồi mình sẽ kiểm tra và sửa chữa tại cái quạt tản nhiệt này các bạn nhìn thấy không rất là nhiều bụi bẩn và bị uh, oxy hóa mình sẽ tiến hành mình loại bỏ bụi bẩn và oxy hóa đi bằng cách là uh, tẩy rửa và đánh sạch bằng uh, dầu uh, hóa chất để uh, loại bỏ bụi bẩn và han gỉ nha các bạn đây là cái bo mạch chính của nó sau khi mình đã loại bỏ được à, sơn nược những cái sắt thép bị han gỉ thì các bạn có thể nhìn thấy các linh kiện đây của nó này các chân linh kiện của nó bị oxy hóa đây nha các bạn các bạn nhìn thấy phía mặt này này trước tiên mình sẽ tháo cái thanh ram ra và cái cpu ra nhé các bạn sau khi đã lấy được RAM, CPU và các tản nhiệt của nó ra thì mình cho các bạn thấy này chỗ này có rất nhiều linh kiện bị chân bị oxy hóa này mình sẽ xịt chất tẩy rửa này vào đây để loại bỏ các chất oxy hóa ở trên các chân linh kiện này đi hầu như là cái bo mạch này các bạn có thể nhìn thấy là bị oxy hóa rất là nặng các bạn ạ không chỉ oxy hóa chân linh kiện mà bị han gỉ luôn đó Bây giờ mình sẽ loại bỏ đi nha Bằng cách là mình sẽ trà và tay rửa Sau đó mình sẽ phơi khô Với cái vỏ cây của nó đây các bạn Vỏ thùng của nó đây Bị han gì bên ngoài Và bẩn bụi Kinh khủng luôn các bạn ạ Đấy. Thì mình cũng tiến hành mình Đánh rửa với nước Và mình sẽ cọ hết những cái gỉ sắt đi Và mình sẽ tiến hành mình nghiên cứu mình phủ một lớp sơn lại cho nó, Đây này trước tiên mình cần phải loại bỏ các gỉ sắt đi đã các bạn, ạ. sau đó là phun sơn lại thì nó sẽ đẹp lại trở lại thôi các bạn, Đấy các bạn thấy không? cả phần trên phần dưới phần đáy của nó han gỉ, rồi mình sẽ tiến hành mình làm luôn nha các bạn. Đây là tất cả những cái bo mạch của nó sau khi mình đã vệ sinh và mình đánh sạch sẽ và mình nắp lại xong. Các bạn có thể nhìn thấy tất cả những cái vết oxy hóa của nó hầu như là đã biến mất tầm khoảng 80 mấy phần trăm. 80 phần trăm nha các bạn. Đấy, như vậy là mình đã có thể là sử dụng được rồi. Nói nữa mình sẽ nắp đặt và mình sẽ cắm màn hình cho các bạn xem. Những cái gì mà đã bị hàn gỉ mình loại bỏ hết. Đó. Và mình đã tiến hành mình sửa chữa nhẹ lại rồi nha các bạn Còn đây là mình sẽ cho các bạn xem cái vỏ thùng cây PC của nó Sau khi mình đã phục hồi bằng cách mình đánh loại bỏ gỉ sắt và mình phun sơn lại Các bạn có thấy cái vẻ đẹp của nó đã trở lại được rồi các bạn ạ Hầu như là có vẻ đẹp tầm khoảng 80% hơn 80% rồi nha các bạn sau khi mình đã loại bỏ gỉ sắt và phun sơn lại Nhìn nó rất là đẹp luôn và bóng bẻ luôn các bạn ạ Rồi à, bây giờ mình sẽ tiến hành à, Mình nắp các bo mạch của nó lên cái cây PC này Và mình sẽ thử cho các bạn xem nhé Rồi mình sẽ tiến hành Mình nắp cái main bo mạch chủ của nó vào trước Sau khi mình đã nắp bo mạch chủ xong Mình sẽ cho các bạn xem này phía sau này đầu tiên nó bị oxy hóa đúng không các bạn sau khi mình đã loại bỏ oxy hóa thì các bạn nhìn thấy nó đã có một cái vẻ đẹp rồi tiếp đến mình sẽ nắp nguồn cho nó sau khi đã nắp nguồn xong thì mình sẽ tiến hành mình nắp cả cạc VGA tức là cạc màn hình cho em nó. Bây giờ mình sẽ cắm tất cả các uh, rắc kết nối của nó vào trước đã nha các bạn Sau đó sẽ nắp đặt các linh kiện tiếp theo Đây là các VGA sau khi mình đã phục hồi Và mình đã vệ sinh thật là sạch sẽ sau đó là mình sẽ tiến hành mình cắm cái cạc VGA này vào nha các bạn Đây là cái ổ cứng của nó mình cũng bắt đầu tiến hành mình nắp đặt luôn và mình sẽ cắm tất cả các giác kết nối của nó lại. Trong quá trình mà mình phục hồi thì cũng mất tầm khoảng một cho tới vài ngày để chờ đợi cho cái vỏ nước sơn này nó khô các bạn và mình trả rửa linh kiện để cho nó khô nữa. Bây giờ mình sẽ cắm tất cả các giác kết nối lại nha các bạn. Đây là toàn bộ sau khi mình đã cắm các rắc kết nối ta nữ sẽ cắm thêm hết tất cả các rắc kia vào Mình sẽ quay phía mặt phía sau cho các bạn xem Sau khi nó đã được phục hồi Đấy, nó đã có cái một cái vẻ đẹp tầm khoảng 80% rồi Mình sẽ cắm nốt các rắc kết nối nhé Sau khi mình đã cắm hết tất cả các rắc kết nối Thì mình sẽ đóng cái nắp vỏ phía bên ngoài này lại Để cho các bạn thấy được là cái cây này sau khi phục hồi một cái tình trạng nó như thế nào nó nữa thì mình sẽ cắm màn hình cho các bạn xem nhé Đây là cái cây mà sau khi mình đã phục hồi xong các bạn thấy đây Từ một cây han gỉ mình đã phục hồi thì các bạn có thể thấy được cái vẻ đẹp của nó tầm khoảng 80% Đấy Sau khi một cái cây mình mang ra đầu tiên nó han gỉ lắm các bạn Mình đã làm cho nó phục hồi lại rồi, mình đã cắm vào màn hình mình, mình đã kết nối cho các bạn xem đây. Nó đã có thể hoạt động được bình thường. Đấy. Các bạn có thể thấy uh, các chức năng của nó được hoạt động bình thường luôn, các bạn ạ. Nãy nữa mình cắm cái bàn phím vào là hoạt động bình thường thôi, các bạn. Đấy. Như vậy là các bạn có thể thấy các đèn báo uh, của HDD, đèn báo nguồn của nó đã sáng và sử dụng bình thường nha các bạn. Như vậy là mình đã phục hồi và tái chế một chiếc cây PC cũ bị hàn gỉ thành công nha các bạn. Rồi Với một cái cây PC cũ như thế mà mình đã phục hồi thành công và đã được sử dụng bình thường Mình hy vọng các bạn hãy thường xuyên tái chế những cái rác thải điện tử tại nhà và sử dụng trở lại nha các bạn Rồi video của mình đến đây là kết thúc các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé Mọi chi tiết thắc mắc các bạn hãy comment bên dưới bình luận mình sẽ vào và mình xem mình giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới bye bye